Thưa quý vị, tuần qua là một tuần có biến động mạnh của mặt hàng năng lượng. Giá dầu thô WTI đóng cửa tăng 7,3% lên mức 45,53 đô la Mỹ một thùng. Trong khi giá dầu thô Brent đóng cửa tăng 7,1% lên mức là 48,18 đô la Mỹ một thùng. À, vậy thì nguyên nhân của sức tăng này là gì? Và còn mặt hàng nào đang giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có biến động đáng chú ý? Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những phân tích từ biên tập viên Hoàng Nam. Xin mời anh Hoàng Nam vâng thưa chị điều anh anh quang thưa quý vị khán giả toàn thế giới đón nhận các thông tin về loại vaccine ngừa covid 19 một cách rất tích cực và đây là các thông tin đang hỗ trợ cho giá dầu tăng mạnh trong thời gian qua tuy nhiên nhiều chuyên gia nhận định rằng đại dịch covid 19 sẽ thay đổi toàn bộ cách thức nhu cầu sử dụng năng lượng nói chung và nhiên liệu nói riêng trên toàn thế giới covid 19 bị đẩy lùi không có nghĩa là nhu cầu sử dụng năng lượng sẽ quay trở về mức trước bởi các doanh nghiệp đã quá quen với việc họp online và việc đi lại bị hạn chế đã đều có giải pháp khắc phục. Vì vậy, thị trường sẽ tập trung vào nguồn cung nhiều hơn là nhu cầu trong thời gian tới. Và để có thêm các nhận định sâu hơn về thị trường dầu thô, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Ngọc Lâm, là trưởng phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn An Lộc FSC Gia Lai, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Giá dầu thế giới hiện đang có chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp và quay trở lại vùng giá 50 đô la Mỹ trên một thùng. Trong tuần này, thị trường sẽ rất chờ đợi cuộc họp của nhóm OPEC Plus. Các thông tin trước cuộc họp cho thấy liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ này đang có xu hướng trì hoãn việc tăng sản lượng khai thác trong năm 2021 để tiếp tục hỗ trợ giá đi lên. Chuyển sang các thông tin về thị trường nguyên liệu công nghiệp. Ngoại trừ mức giảm 2,5% của giá đường thô trên sàn ICE, các mặt hàng khác đều đóng cửa trong sắc xanh. Đáng chú ý là mức tăng 5,2% của cà phê Arabica lên mức 2.738 đô la Mỹ trong một tấn. Giá cà phê Robusta tăng nhẹ hơn với mức tăng là 1,8% lên mức 1.411 đô la Mỹ trong một tấn. Giá cà phê Arabica tăng vọt trong tuần trước sau khi vôn cà phê dự báo toàn cầu có thể sẽ bị thiếu hụt vào khoảng 660.000 tấn cà phê trong năm tới do sản lượng cà phê của Brazil sẽ bị thiệt hại lớn do thời tiết hạn hán. Mức giảm sản lượng có thể lên tới 33%. Đồng thời tiến độ thu hoạch cà phê Robusta tại Việt Nam đang được báo cáo ở mức chậm, kết hợp với những cơn mưa lớn có thể sẽ diễn ra trong cả tuần này, xu hướng tăng của giá cà phê có thể sẽ còn có những cái tiếp diễn giảm. Tà tăng. Giá cà phê chào bán tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong sáng nay cao nhất ở mức 33.200 đồng cho 1 kg, tăng khoảng 200 đồng/kg 1 kg so với tuần trước đó. Tổng hòa lại thì đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 23 đến 29 tháng 11, sắc xanh chiếm ưu thế gần như tuyệt đối tại 21 mặt hàng của các thị trường, khiến cho chỉ số mới Index tăng 2,36% lên mức 1695,56 điểm. Giá trị giao dịch trung bình tại MSV trong tuần trước đạt 1.555 tỷ đồng và dòng tiền chủ yếu vẫn tập trung vào thị trường nông sản, dù các mặt hàng này có ít biến động trong tuần nghỉ lễ tạ ơn tại Mỹ và châu Âu.